Cá cự khối, quần Long Biên. Tất cả có 45 lô với diện tích từ 36 đến 78 m2. Vị trí thuộc tổ 7, phường Cự Khối, quận Long Biên. Đây là nhà văn hóa tổ 7. Hạ tầng đã hoàn chỉnh. Đường lên cầu Thanh Trì. Đây hướng lên cầu Thanh Trì.